Cô chào tất cả kem, kem thân mến. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn kem ôn tập và kiểm tra cuối kỳ môn ngữ văn 6. Và trong cái video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn kem viết bài văn, ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát. Và bài thơ lục bát trong chương trình ngữ văn lớp 6 mà cô giới thiệu hôm nay đó là bài Việt Nam quê hương ta của tác giả Nguyễn Đình Thi. Đây là một văn bản nằm ngoài chương trình kem ạ do đó mà có thể áp dụng chung cho cả ba bộ sách kem nhé. Trước hết là chúng ta phải tiếp cận cái văn bản. Đây chỉ là một đoạn thơ thôi. chứ cô sẽ không yêu cầu uh, kem phải trình bày cảm xúc về cả một cái bài thơ rất là dài, một đoạn thơ ở trong cái bài thơ Việt Nam đất nước ta của Nguyễn Đình Thi. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả dập dờn mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều quê hương biết mấy thân yêu bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau mặt người vất vả in sâu gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên đạp quân thù xuống đất đen súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa và khi đọc bài thơ này thì các em có thể thấy rằng là cái bài thơ này nằm trong cái chủ đề về tình yêu quê hương đất nước và cũng là thể thơ lục bát, nó rất là gần gũi với ca dao dân ca các em ạ. Ở đây thì khi mà đứng trước một cái đoạn thơ nằm ngoài chương trình, các em muốn ghi lại cảm xúc của mình về cái đoạn thơ đó thì các em phải xác định xem là đoạn thơ này viết về nội dung gì? Những từ ngữ nào mà chúng ta cần phải tập trung khai thác Đấy là những cái điều quan trọng Mà kem cần phải chú ý Thế thì bây giờ ví dụ như ở phần này đây Cô sẽ đưa về à, Không phải ở dạng trình chiếu Thì cô sẽ hướng dẫn kem đây Ví dụ Ví dụ với cái đề này Với cái khổ thơ này Thì kem sẽ chú ý này à, Việt Nam đất nước ta ơi Cái chữ ta ơi này này Là kem cần phải chú ý Bởi vì đây là một cái lời gọi và cái chữ ta ơi này nó sẽ thể hiện được cái niềm tự hào của tác giả. Cái thứ hai là Kem sẽ khai thác cụm từ mênh mông biển lúa. Đây là những từ mà trong khi mà Kem tiếp cận một cái đoạn thơ nào đó thì Kem phải chỉ ra được cái điều này. À, cái cụm từ mênh mông biển lúa ở đây thì sẽ thấy được một cái cánh đồng lúa trải dài bát ngát tới vô tận. Và khi mà một cái cánh đồng lúa trải dài bát ngát tới vô tận là tác giả muốn khẳng định muốn ca ngợi một cái vẻ đẹp, cái sự trù phú, sự giàu có của quê hương, cái niềm tự hào về cái vẻ đẹp nên thơ bình dị quê hương, đấy là những cái từ ngữ mà khơi gợi cảm xúc cho kem. hoặc ở câu thơ thứ ba, cánh cò bay lả dập dờn, các kem sẽ chú ý này. À, một cái nguyên tắc khi khai thác thì bao giờ cũng thấy chúng ta sẽ có một cái công thức nhất định. khi mà hình ảnh con cò ấy, hình ảnh con cò trong ca dao thì nó thường biểu tượng cho người nông dân tuy nhiên là trong những cái bài thơ thì hình ảnh cánh cò nó sẽ mang rất nhiều ý nghĩa khác nó không chỉ là biểu tượng cho người nông dân mà nếu như cánh cò bay lả dập dờn những hình ảnh này bao giờ cũng gợi lên một cái miền đất một cái vùng quê vô cùng là thanh bình nên thơ khoáng đạt và chính vì nó thanh bình thế nên là những hình ảnh cánh cò nó bay lả bay một cách chậm rãi thong thả lượn ở trên cái bầu trời của quê hương đó các em ạ à, đấy chính là cái nguyên tắc khi mà à, chúng ta cảm thụ một cái đoạn thơ nào đó thì chúng ta phải dựa vào một vài công thức có sẵn để chúng ta sẽ cảm thụ à, cái hình ảnh mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều thì ở đây thì kem à, cũng cần phải lưu tâm để khai thác ngoài ra kem sẽ chú ý cho cô Em chú ý cho cô, ở những câu thơ sau một vài từ mà kem cần phải chú ý này, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn hình ảnh áo nâu nhuộm bùn đấy, đây cũng là một hình ảnh này mà nó giống như một cái công thức khi mà kem cảm nhận ấy áo nâu là muốn nói tới hình ảnh người nông dân nhuộm bùn là muốn nói tới cái sự vất vả đấy trong quá trình lao động nhưng đó cũng là sự cần cù chăm chỉ. Tức là khi trong thơ mà kem nhìn thấy những cái hình ảnh này thì kem phải chỉ ra được điều đó. Hoặc là đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Chìm trong máu lửa. Hình ảnh chìm trong máu lửa các em ạ. Đó là hình ảnh để muốn nói tới chiến tranh, nói tới súng đạn, nói tới những cái năm tháng gian khó chiến đấu rồi chiến thắng kẻ thù. Đấy là những cái từ ngữ mà trong quá trình phân tích em cảm thụ. Còn ngoài ra tất nhiên là trong cái đoạn thơ này chúng ta còn nhiều từ ngữ lắm. Ví dụ như là đỉnh trường sơn, mây mờ che đỉnh trường sơn. Thì đây cũng là cụm từ chúng ta cần phải khai thác. Chỉ có điều là nó sẽ không nằm trong một cái cấu cấu trúc nhất định. Đấy, thì một vài cái từ mà cô Huyên đậm ý, tức là trong thơ mà các em bắt gặp những hình ảnh này thì em phải làm được điều đó Em phải chỉ ra được những cái nội dung như cô vừa chỉ ra Nó giống như là một cái công thức ấy. Còn lại những cái hình ảnh khác Thì nó sẽ dựa vào đặc trưng của từng bài thơ Dựa vào nội dung của từng bài thơ Thế vậy thì qua cái việc khai thác khám phá Gọi là một cái bộ xương đi Khai thác khám phá khái quát đi Thì kem đã thấy được là bài thơ này nói về cái tình yêu quê hương đất nước của tác giả, cái niềm tự hào về quê hương đất nước. Và cũng trong cái đoạn thơ này, em sẽ thấy được tác giả tự hào không phải chỉ vì cái vẻ đẹp của quê hương, mà đó còn là niềm tự hào về con người ở nơi đây. Đấy, Kem bám vào những cái ý khái quát đó để em phân tích. Thế như vậy thì cô hướng dẫn Kem khi, tức là khi mà Kem tiếp cận một cái văn bản ngoài chương trình, thì kem phải lựa chọn cho mình từ ngữ tìm cho mình nội dung chính tìm cho mình được cảm xúc chính để chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta sẽ viết bài thế thì bây giờ cô sẽ đi vào cái phần cho kem tham khảo nhé kem tham khảo kem sẽ đây kem quan sát cái đoạn văn tham khảo của cô đây là một đoạn văn kem nhé một đoạn văn tham khảo đối với chương trình ngữ văn lớp 6 khi mà kem viết uh, ghi lại cảm xúc của mình về một cái bài thơ hoặc một đoạn thơ ruộng bác thì trong chương trình mới yêu cầu kem là viết đoạn văn thôi chưa cần phải viết bài văn tuy nhiên là viết đoạn văn thì kem cũng phải có công mở đoạn đúng không có thân đoạn và kết đoạn chúng ta không gọi là mở bài thân bài kết bài thế nhưng chúng ta phải có mở đoạn thân đoạn và kết đoạn để chúng ta à, hay nói khác là cái đoạn văn kem nó phải có bố cục vậy kem sẽ nhìn trên màn hình của cô Bài thơ Việt Nam đất nước ta ơi của nhà thơ Nguyễn Đình Thi là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp trù phú của quê hương đất nước, để từ đó nhà thơ bộc lộ niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương của mình. Đây chính là câu văn mở đoạn, và câu văn mở đoạn này có giới thiệu được tên tác giả, tên tác phẩm và nội dung chính của bài thơ. Sao đến phần thân đoạn các em chú ý. Câu thơ mở đầu như câu hát ca ngợi ra diễn, Nguyễn Đình Thi đã khắc họa một bức tranh thiên nhiên Việt Nam hài hòa Cánh đồng lúa rộng mênh mông, những cánh cò trắng bay lả dập dờn và đỉnh núi Trường Sơn hùng vĩ. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn? Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc dạt dào của tác giả trước những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hai chữ ta ơi vừa là lời mời gọi vừa thể hiện niềm tự hào sự gieo vui của tác giả có ở đâu đẹp như thế này không hình ảnh biển lúa rộng mênh mông gợi cho ta niềm tự hào về sự giàu có trù phú của quê hương những cánh đồng quê thẳng tắp trải dài mà không nơi nào có được hứa hẹn một sự no đủ mùa màng bội thu hình ảnh cánh cò bay lả rập rờn đã vẽ nên vẻ nên thơ giản dị thanh bình vắng vẻ của một vùng quê. Đất nước còn mang niềm tự hào với vẻ đẹp hùng vĩ của đỉnh Trường Sơn cao vời vợi, sớm chiều mây phủ. Đoạn thơ đã giúp ta cảm nhận được tình cảm thiết tha yêu quý và tự hào về đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Đất nước Việt Nam ta hiện ra thật giàu đẹp và đáng yêu, nên thơ và hùng vĩ. Chỉ bằng vài nét phác họa, tác giả đã vẽ nên bức tranh đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào. Đấy mà kem thấy rằng là với bốn câu ca bốn câu thơ này thì lúc nãy cô đã lưu ý kem khai thác từ ta ơi này, mênh mông biển lúa này, rồi cánh cò bay là dập dờn hay là mây mờ che đỉnh Trường Sơn thì trong đoạn văn này cô đã thể được hết tất cả rồi. Tất cả những cái từ ngữ mà chúng ta cần khai thác. Chúng ta sẽ tiếp tục. Và để có được điều đó, biết bao thế hệ đã phải chịu thật nhiều đau thương, họ phải vất vả làm lụng ngày này tháng khác, họ đã phải hy sinh, phải ngã xuống để tạo nên màu xanh của núi rừng, tạo nên sự bình yên của xóm làng. Hình ảnh áo nâu nhục bùn, biểu tượng cho sự tần tảo của những con người thật thà, chất phác của những người nông dân, những thanh niên trai tráng nơi thôn quê. Những câu thơ tiếp theo, nhà thơ nói về phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam, mảnh đất nghèo khó đã nuôi lớn những bậc anh hùng mảnh đất đau thương chìm trong máu lửa chiến tranh nhưng vẫn kiên cường vùng lên đập tan quân thù đó là tinh thần ngay thẳng bất khuất tuy chịu nhiều đau thương chìm trong máu lửa nhưng ý chí thì mạnh mẽ anh hùng vùng đứng lên đạp quân thù xuống đất đen ta cảm nhận được hơi thở của cha ông vọng lại những trận chiến oai hùng vẫn còn vang trong lịch sử chiến đấu và chiến thắng quân thù trong lao động thì chịu thương chịu khó Súng gươm vứt bỏ lại hiền hơn xưa Các em có hiểu câu thơ Mà súng gươm vứt bỏ lại hiền hơn xưa nhỉ? Tức là trong kháng chiến Thì người dân vô cùng quyết liệt Mạnh mẽ, hào hùng Đấy là trong chiến đấu Thế nhưng mà khi mà Về trở thời hòa bình Khi mà gác lại súng gươm Thì lại rất là hiền hậu, hiền hơn xưa Đó là cái đức tính Cái phẩm chất nhân hậu Chính như vậy mà cô viết tiếp theo này, các em thấy này. Nguyễn Đình Thi đã rất tinh tế khi ca ngợi phẩm chất của con người Việt Nam, mạnh mẽ, kiên trung, bất khuất, nhưng vô cùng nhân hậu, đảm đang, chịu khó. Đấy, các em thấy, trong uh, chiến, trị, trong chiến trận thì rất là mạnh mẽ, kiên trung, bất khuất, nhưng mà trong cuộc sống đời thường thì lại vô cùng nhân hậu, đảm đang, chịu khó. Với thể thơ lục bát, hình ảnh thơ quen thuộc, các biện pháp tu từ so sánh, đảo ngũ, ẩn dụ, tác giả đã mang đến cho người đọc ấn tượng sâu đậm về một miền đất giàu đẹp anh hùng. Đó là niềm tự hào, tình yêu sâu sắc dành cho con người, đất nước Việt Nam. Câu văn cuối cùng, hai câu cuối cùng chính là khái quát về nghệ thuật và là nội dung. Khái quát nghệ thuật cũng như là nội dung của đoạn thơ. Thế như vậy thì Kem sẽ thấy là đây là một cái đoạn thơ mà nói về cái chủ đề về tình yêu quê đất nước khá là phổ biến và cô nghĩ rằng cũng rất là quen thuộc đối với kem học sinh lớp 6 và kem hãy tham khảo để vận dụng một cách linh hoạt và bài viết của mình và cũng để học tập cái cách để chúng ta viết đoạn văn trình bày cảm xúc về một cái đoạn thơ thuộc bác và nếu kem thấy video của cô hữu ích thì hãy đăng ký để theo dõi và cập nhật tất cả những cái video bài giảng từ lớp 6 đến lớp 9 đặc biệt là cái chương trình ôn thi vào 10 sau này. Và ở dưới video thì cô cũng gửi một cái đường link, đường link group là bài văn tham khảo lớp 6, lớp 7 dành cho cả ba bộ sách. Nếu các em muốn tham khảo thì các em có thể đăng nhập vào cái, cái group đó để sẽ cập nhật những cái bài văn tham khảo một cái kịp thời nhất. Và cũng đừng quên chia sẻ video cho tất cả các bạn khác cùng biết. Cô cảm ơn Kem đã chú ý lắng nghe. Cả chào và hẹn gặp lại Kem.